Bài thứ hai trong vòng những cái học tập thì, truyền thông điện tử là gì? Truyền thông điện tử bao gồm thư điện tử, tin nhắn nhanh, tin nhắn văn bản, VoIP và hội thảo trực tuyến. Thì thư điện tử thường gọi là email ấy, thì nó xác cần một địa chỉ xác chính xác để gửi các thông điệp. Còn tin nhắn nhanh nó giống như một cuộc gọi hội thoại giữa hai bên, giữa hai người trở lên, nhưng nó ở dạng văn bản và mọi người tham gia cuộc hội thoại chỉ có thể là nhận từng tin nhắn một. Tin nhắn văn bản là tin nhắn tương tự như tin nhắn IM, nhưng chúng được tạo ra và gửi từ các máy điện thoại di động. Các số ký tự gửi trong mỗi tin nhắn bị hạn chế. VoIP sử dụng định dạng kỹ thuật số đi kèm với giao thức mạng Internet, cho phép các cuộc hội thoại có âm thanh của hai hoặc là nhiều người ở những nơi hoặc là ở những nước khác nhau hội thảo trực tuyến, online conferencing, thì cho phép mọi người có thể tổ chức cuộc họp trực tuyến thông qua việc sử dụng Internet. Phòng thảo luận là chat room thì có thể tham gia vào các cuộc thảo luận chính hoặc bạn hoặc có thể tới các phòng thảo luận riêng để thực hiện các cuộc thảo luận theo chủ đề, các trang mạng xã hội. Thì các trang web có thể tham gia để kết nối những người bạn biết hoặc là để làm quen với những người mới, tạo thông tin cá nhân để đăng tải các bức ảnh, băng video và các bài viết về bản thân hoặc là chơi game, các trang nhật ký mà gọi là blog ấy, thì có thể sử dụng một trang báo nơi mà một người có thể viết về các vấn đề cụ thể và những người khác có thể đăng tải nhận xét của họ về bài báo đó. Bản tin là tương tự như các trang tin nơi bạn có thể đăng tải những nhận xét về một chủ đề nào đó, mặc dù bạn có thể phải đăng ký và nhóm tin. Truyền thông điện tử, các phương thức truyền thông cho phép bạn trao đổi dữ liệu với người khác. Hạn chế công nghệ mang lại khác nhau với các thiết bị sử dụng. Để đạt được những trao đổi tốt hơn về dữ liệu trong tương lai, các tiêu chuẩn giao thức truyền thông cần phải được phát triển và tôn trọng của các nhà sản xuất thiết bị, các nhà phát triển phần mềm và các nhà cung cấp dịch vụ. Thành phần máy khách là đại lý người dùng hoặc là chương trình ứng dụng làm việc với các thiết lập cụ thể, các giao thức truy cập với web. Thành phần máy chủ là cái thành phần server mà bạn có thể là thành phần server bạn có thể quản lý các thành phần khác nhau ở các dịch vụ cần thiết. Xác định người gửi thì mọi hình thức giao tiếp điện tử đều yêu cầu người gửi có định danh duy nhất khi sử dụng điện thoại để liên lạc. Số điện thoại sẽ giúp xác định được ai đang gọi, và một số dịch vụ yêu cầu phương pháp xác thực để bổ sung để nhận dạng bạn đang khi mà bạn đang đăng nhập. Sử dụng các phương thức khác nói chung nhanh hơn để mà gửi các tin nhắn một hoặc là nhiều người gửi, thay vì sử dụng điện thoại để liên hệ với họ. Có thể in bản sao của cuộc hội thoại như hồ sơ liên lạc, thông tin liên lạc. Có thể chia sẻ thông tin bằng cách gửi các tập tin hoặc các file đính kèm như email, tin nhắn tức thời, hoặc là thông qua các tính năng trực tuyến có thể gửi các tập tin kèm theo khi mà tải về từ các trang web. Có thể truy cập email, mạng nội bộ công ty hoặc là trang web bất kỳ vào một vị trí nào đó. Sử dụng tin nhắn điện tử để thiết lập các cuộc họp là thông báo với người khác về họ, và sau đó đáp ứng bằng cách sử dụng chương trình dựa trên web. Chi phí ban đầu có thể cao nhưng chi phí để duy trì thấp, bất kể phương tiện giao tiếp điện tử
yêu cầu máy chủ cung cấp các dịch vụ hoặc là các thiết bị máy tính cho người khách hàng sử dụng, chia sẻ giao tiếp với những người khác để xây dựng ý thức cộng đồng. Thì để sử dụng, để hiểu biết về một địa chỉ email, thì để sử dụng địa chỉ email còn phải cài đặt tên người dùng và tên miền của mạng. Ví dụ như là ban đầu thì nó là cái main box name, tức là xác định một hộp thư cụ thể trên máy chủ email. Đấy, name of organization là xác định tổ chức sở hữu máy chủ, và domain tức là xác định loại tên miền của nó, miền.com, miền.edu hay vân vân vậy. Còn cái loại thứ hai là xác định tổ chức sở hữu máy chủ, có thể là a@gmail.com, a@yahoo.com. Xác định hộp thư cụ thể trên máy chủ là ta muốn đặt tên gì cũng được, dùng Nguyễn Công Trình hay là Nguyễn Nhi Tuyền vân vân. Thì không phải ở tất cả công ty thương mại sử dụng trong con và có thể sử dụng mã tên miền đại diện cho nước xuất xứ. Tìm hiểu các thành phần trong email, bao gồm địa chỉ, addressing hoặc là dòng tiêu đề, subject link hoặc là nội dung body hoặc là các phần đính kèm, attachment. Thì đây nó bao gồm địa chỉ là addressing là dòng tiêu đề, địa chỉ body là các thành phần đính kèm của nó. Địa chỉ là xác định người sẽ nhận được email. Đấy, còn dòng tiêu đề, subject link thì nó xác định chủ đề của các tin nhắn, thường được mô tả nội dung hoặc là mục đích của email, nội dung body người ta, nơi mà bạn thì gõ các nội dung thông điệp, thành phần đính kèm. Objectment thì bạn khi mà bạn muốn người khác để nhận được các thông tin cụ thể. Sử dụng email một cách thích hợp là email nên không bao giờ thay thế hoàn toàn cho hình thức truyền thông khác. Khi mà ta viết email thì suy nghĩ về đối tượng của bạn, sử dụng thận trọng khi nhập tên vào trường địa chỉ, bao gồm văn bản, chủ đề nhằm xác định rõ ràng mục tiêu, mục đích của email và xem nội dung độ dài của tin nhắn, xem xét bao nhiêu tin nhắn trước đó sẽ xuất hiện trong bài trả lời, ghi nhớ email giao dịch chính của công ty tương ứng khi mà trả lời tin nhắn với một người nhận. Điều này sẽ cần thiết cho tất cả mọi người có thể trả lời của bạn và xem lại tin nhắn một cách cẩn thận để đảm bảo đáp ứng các hướng dẫn chung. Nguyên tắc khi chúng ta sử dụng email là nếu có một thông tin nhạy cảm nào đó mang tính bảo mật hoặc là có chữ ký, để xem xét liệu thư điện tử có thích hợp hay không. Hãy cẩn thận khi mà gửi những câu nhận xét cá nhân, những câu chuyện cười về tôn giáo hay là các ngôn ngữ không chuẩn mực, tránh công kích người khác, hạn chế sử dụng chữ hoa trong bức thư vì nó có thể coi như là lời quát tháo. Hạn chế việc sử dụng chữ viết tắt, các từ viết tắt trong truyền thông. Các trang web khuyến khích các bạn có thể tham gia đóng góp thông tin cá nhân hoặc là truy cập bởi công chúng. Sử dụng cái nghi thức mà trong tất cả các thông tin liên lạc điện tử, gửi câu trả lời đúng lúc, luôn luôn thiết lập việc thực hiện theo quy tắc là hướng dẫn cài đặt. Làm việc với các tập tin đính kèm, giữ kích thước tập tin đính kèm càng nhỏ càng tốt, để xem xét những gì đính kèm email là tốt nhất để gửi cho nó. Và việc mà gửi tập tin đính kèm nhạy cảm và bí mật, mã hóa tài liệu để bảo vệ trước những người dùng trái phép, bao gồm các liên kết URL ở bên trong email, vì tập tin đính kèm lớn. Và nếu mà hãy xem xét tập tin và người nhận có thể mở nó không, hãy xem xét tập tin người nhận có thể mở nó được không, và liên kết hình ảnh có thể cung cấp thông tin cụ thể nhưng mà người nhận có thể
có cách tùy chọn bảo mật để thiết lập để ngăn chặn cái điều này và hãy nhận biết các tùy chọn bảo mật khác. Điều cần thiết là luôn luôn đặt chương trình chống virus để tự động quét và kiểm tra tất cả các thư đến và đi. Quản lý thư rác. Đề cập đến những loại thư không mong muốn để gửi nhằm tránh để quảng bá sản phẩm, dịch vụ có mục đích chính trị, tôn giáo, spam, mua danh sách địa chỉ thư điện tử từ công ty chuyên về tiếp thị quảng cáo. Hầu hết các chương trình email lọc và ngăn chặn thư rác các các dung email để tránh bị rơi vào các danh sách thì khi bạn nhận được thư không mong muốn, tuân thủ một số cách như sau là không cho phép địa chỉ thư của bạn được thêm vào danh sách thư hoặc là các công ty quảng cáo. Hãy thiết lập một tài khoản thư điện tử riêng với tài khoản cá nhân bằng cách là sử dụng một chương trình thư điện tử trên trang web, không trả lời các thư mà bạn có thể coi là thư rác, thậm chí là người gửi khẳng định sẽ xóa địa chỉ của bạn khỏi danh sách của họ, tránh việc đăng tải tên và địa chỉ thư của mình lên bất kỳ một danh sách công cộng. Đấy. Và tránh việc cung cấp địa chỉ thư của bạn lên trên diễn đàn hay là nhóm tin để mà tránh việc bị đánh dấu thư rác bởi máy chủ. Hãy tuân thủ theo các hướng dẫn chung của việc gửi thư. Một số vấn đề phổ biến về email là mất kết nối thì log internet thì có thể là do bất tiện nếu chờ đợi email, nếu nó xảy ra trong phiên hội nghị trực tuyến trên email trên trang web chẳng hạn, hoặc là nếu ở khu vực nơi mà bạn có thể không thể mà nhận được dịch vụ, không thể nhận hoặc là gửi thư, có thể là cho biết máy chủ mail đang ở ISP không kết nối được với hệ thống, không gửi được thư, thì khi nhận được thông báo lỗi đọc nội dung một cách cẩn thận để xác định được vấn đề xem đó là vấn đề gì và cái gì bạn có thể sửa chữa. Thông tin sai lệch phát sinh các định dạng thư khác nhau cho việc sử dụng gửi và nhận tin nhắn phúc đáp thư vội vàng thì thông thường là kết quả các tin nhắn không rõ ràng và kém, nghĩ ra là câu trả lời cuối cùng dành cho thời gian nhiều hơn và phản xạ kém hơn, dành cho bạn cái thời gian để trả lời một cách cẩn thận. Không thể tải về, có thể là bạn đã hạn chế trên máy tính phần mềm nào là phần cứng, bạn thiếu một cái phần mềm nào đó. Hiểu nhầm mục đích của kênh truyền thông là phương pháp tiếp cận thường là khác nhau giữa các truyền thông chuyên nghiệp và cá nhân trong công ty hoặc là trường học. Lưu trữ hồ sơ có thể nếu cần, nếu mà dấu vết của tờ giấy để lưu trữ, nhưng không thể nào, không phải lúc nào thì cũng phải có những cái hình thức truyền thông khác. Quá tải tin nhắn thì hãy thận trọng khi quyết định ai sẽ nhận được tin nhắn mới và đáp ứng thư rác khi mà ta tự động chuyển hướng dung email hay là delete item ở trong thư mục. Cái hành vi vô đạo đức hoặc là hành vi bất hợp pháp có thể kích hoạt cái tính năng hành vi xảy ra khi mà sử dụng các loại virus, thì khi mà các loại xuất hiện các loại virus ấy, thì phải sử dụng hết sức thận trọng với tin nhắn có tập tin đính kèm các trò chơi khăm. Hãy hoài nghi khi mà nhận được các tin nhắn thông báo virus lây lan sang máy tính, hoặc là các vấn đề bảo mật hãy cẩn trọng, hãy thận trọng khi mở các tệp tin đính kèm cho nó. Phần thứ ba là sử dụng về Microsoft Office Outlook thì mình sẽ trình bày ở phần sau, và đến cái phần email bên đây là kết thúc.